Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ toàn quân năm 2024, ngày 12 tháng 4, Sư đoàn Không quân 372 phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024 tại Tiểu đoàn Huấn luyện Chiến sĩ mới. Với khẩu hiệu Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội thu hút sự tham gia đăng ký hiến máu của gần 400 cán bộ chiến sĩ thuộc các cơ quan đơn vị của Sư đoàn Không quân 372 đóng quân trên địa bàn thành phố. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái đơn vị chuyên trách, đó là Thành đoàn Đà Nẵng, thì tổ chức tuyên truyền, vận động đối với các đơn vị. Thế thì qua đó thì để cho cán bộ chiến sĩ của nắm được cái ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Thì này, cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã phối hợp và làm rất tốt trong thời gian vừa qua. Đấy, các đồng chí thấy rằng là cái buổi hiến máu hôm nay thì cũng rất là đông cán bộ chiến sĩ cùng tham gia hiến máu nhân đạo trong cái đợt 1 này năm 2024. Chương trình nằm trong kế hoạch hiến máu nhân đạo và chỉ tiêu vận động của Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo thành phố Đà Nẵng năm 2024. Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ về nghĩa cử hiến máu cứu người, một nét đẹp văn hóa truyền thống, đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam. Qua đó lan tỏa sự tham gia của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn, góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ phòng không không quân ưu tú trong lòng nhân dân. Đây là lần thứ 14 tôi tham gia hiến máu, rất vinh dự là đóng góp một phần máu cho cộng đồng. Và để quá trình thực hiện cái công tác thanh niên và cái nghĩa cử cao đẹp đấy, tôi sẽ cùng với lãnh đạo chỉ huy tiếp tục vận động cho cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu khi cái điều kiện cho phép và sẽ giúp ích cho xã hội. Theo dõi thông tin qua các phương tiện truyền thông, tôi nhận thấy các bệnh viện, cơ sở y tế đang rất cần máu dự trữ để cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Mỗi người cho đi một lượng máu nhỏ, nhiều người góp lại sẽ có đủ máu để đáp ứng nhu cầu của người bệnh. Với tinh thần, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thông qua đợt hiến máu tình nguyện này, góp phần giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa cao cả của việc hiến máu tình nguyện và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Kết thúc đợt 1 hiến máu tình nguyện, ban tổ chức đã thu được hơn 360 đơn vị máu tốt. Lượng máu này sẽ được chuyển đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần thiết thực, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân.